Dạ vâng, nhà đất Phạm Thọ xin kính chào quý vị khách hàng. Thì như thường lệ, hôm nay quay trở lại với dự án Cát Tường Phú Hưng tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Thì em cũng xin giới thiệu tới quý vị khách hàng một cơ hội đầu tư rất là tuyệt vời. Một lô đất có khả năng sinh lời ngay tại thời điểm hiện tại cũng như là khả năng thanh khoản rất là tốt ở trong tương lai. Thì cái vị trí của lô đất này thì cũng được em đánh dấu mũi tên màu đỏ ở trên video cho quý vị khách hàng dễ hình dung ra vị trí của lô đất này trên thực tế so với dự án Cát Tường Phú Hưng là nó nằm ở đâu. Thì cái vị trí của lô đất thì em cũng đánh dấu mũi tên màu đỏ nha quý vị. Thì lô đất này nó thuộc block G2 nha quý vị, của dự án Cát Tường Phú Hưng và nằm trên đường N11 có lộ giới là 12m nha quý vị khách hàng. Thì lô đất này đang được bán với một mức giá cực kỳ rẻ luôn nha quý vị. So với phân khúc 100m² tại dự án Cát Tường Phú Hưng, đặc biệt là những cái nền mà gần cái tuyến đường Trường Chinh nối dài 32m, thì lô này đang bán với một mức giá rất là rẻ. Thì vì lô này là 5 x 20 mà thông ra đường Trường Chinh nha quý vị. Thì đường Trường Chinh này thì đã chuẩn bị làm rồi, làm được 2/3 rồi. Thì khi mà con đường này thông thì những cái vị trí đất mà gần cái đường Trường Chinh ấy thì giá nó rất là tăng rất là nhiều. Thì em cũng có chụp một bức hình từ flycam từ trên cao cho quý vị khách hàng dễ hình dung ra vị trí của lô đất này so với dự án Cát Tường Phú Hưng là nó nằm ở đâu. Thì như quý vị khách hàng biết đấy, thì dự án Cát Tường Phú Hưng nó sẽ có hai cái cổng vào, một đường là đi vào tuyến tránh quốc lộ 14 để vào cổng chính của dự án Cát Tường Phú Hưng, và một đường ấy là nó đi vào cái đường của trường trung học cơ sở và trường tiểu học Tiến Hưng ấy, là đi vào đường N10 của dự án Cát Tường Phú Hưng. Thì cái lô đất này thì nó gần khu dân cư và nó quay lưng với đường N10 nha quý vị. Thì mạ nền của cái nền này là mạ nền G2, có diện tích là 5 x 20, 100m², và giá bán tại thời điểm hiện tại là 980 triệu nha quý vị. Thì lô này thì bán ở đợt 3 của dự án Cát Tường Phú Hưng, nên là tới tháng 8 năm 2021 là mình sẽ đi công chứng nhận sổ luôn. Thì lô này thì quý vị khách hàng này thì đang bán gấp, nên là bán với một mức giá rất là rẻ. Thì bình thường bây giờ những cái vị trí mà 5 x 20 tại dự án Cát Tường Phú Hưng ấy thì đang bán với một mức giá là 10,5 triệu một mét vuông. Đấy, đối với những nền mà gần cái trục đường Trường Chinh, và nếu mà sát đường Trường Chinh mà thông ra đường Trường Chinh nữa thì bây giờ bán khoảng 11 đến 12 triệu một mét vuông rồi nha quý vị. Ở những block C ấy thì như là C14 bây giờ là khoảng 1 tỷ 1, 1 tỷ 2 hết rồi. Đấy, những lô block C đã công chứng rồi 100 mét vuông và gần đường Trường Chinh ấy, thì những cái vị trí ở gần đường Trường Chinh thì vị trí của nó rất là đắc địa luôn nha quý vị. Thì quý vị khách hàng dễ hình dung là khi mà một con đường 32m đi ngang qua cái đường của nhà nước đi ngang qua ấy, thì cái giá trị của bất động sản của chúng ta là tăng lên rất là nhiều. Thì lô này là một lô hiếm có của dự án Cát Tường Phú Hưng mà với phân khúc 5 x 20 mà bán với một mức giá rẻ như vậy nha quý vị. Đấy, thì vị trí đất thì em cũng có chụp rất là rõ cho quý vị khách hàng rồi. Lô này là 5 x 20 100m² bán 9,8 triệu một mét nha quý vị. Đã bao gồm phí sang tên và 5% nhận sổ. Thì khi mình mua lô này thì những cái phần 5% nhận sổ ấy thì tới lúc đi mình sang tên ấy thì sang hợp đồng thì mình sẽ trừ ra, và tới tháng 8 năm 2021 mình đi công chứng ấy thì mình mới đóng cái 5% nó cho chủ đầu tư. Thì quý vị khách hàng nào mà chốt được lô đất này ấy thì hãy nhanh tay gọi về cho em qua số điện thoại là 0983023974, thì em sẽ gửi thêm cái thông tin về cái lô đất này cho quý vị khách hàng dễ mua và dễ chốt. Thì quý vị khách hàng nào mà đang xem cái video này của em mà thấy video của em hay và bổ ích ấy, thì quý vị khách hàng hãy cho em một like và hãy chia sẻ video này ra rộng rãi tới bạn bè hoặc người thân, những người đang quan tâm tới dự án Cát Tường Phú Hưng được biết, để quý vị khách hàng người thân của chúng ta có thể đầu tư được những cái lô đất đẹp mà giá cả phải chăng. Thì em xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khách hàng đã xem video này của em, và hẹn quý vị khách hàng ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khách hàng ạ.